Bạn cùng thực hiện cái món măng xào này của mình nhé. Măng này có thể gọi là măng đắng hay là măng ngọt đều được ấy. Thì thực ra cái măng này nó hơi đắng một chút nhưng mọi người hay nói là măng ngọt. Và bây giờ mình cùng thực hiện nhé. Trước tiên để làm cái món măng xào này, mình sẽ áp một ít thịt để mình lấy cái mỡ để mình xào măng. Và cái thịt này xào cùng với măng thì nó sẽ ngậy măng nó ngon hơn đấy. Thịt mình đã trần qua với nước nóng để cho thịt nó bớt cái bọt bẩn và cái mùi hôi đi. Về mình cho áp với lửa nhỏ. Sau đó mình sẽ cho hành, đậu hành vào những cái thơm. Và cuối cùng là cho măng vào xào. Măng đây là cái măng ngọt ạ. Đây mình xào măng ngọt. Mình đã thái miếng mỏng như này. Cái măng ngọt chua mình mua này ta ngâm sẵn rồi á. Đây măng ngọt như thế này, gọi là măng ngọt vì măng này nó không bị đắng. Đây những cái măng ngọt như thế này, hôm nay mình vừa thái mỏng ra như vậy. Món này mình cũng có thể luộc và chấm muối vừng ăn rất là ngon đấy. Còn hai cái măng ngọt đấy lúc nào mình sẽ luộc và chấm muối vừng sau, còn bây giờ mình sẽ xào nhé. Cái này là xào măng ngọt. Măng ngọt nó ngâm chua đấy ạ. Át để nó sẽ ra mỡ. Ra mỡ như này, cái phần mỡ này mình xào thì nó sẽ rất là ngon ấy, nó sẽ ngậy ấy. Bạn nào thích ăn hành hành tây ấy hoặc hành tím ấy thì các bạn thái thêm vào thì măng của chúng ta sẽ thơm hơn rất là nhiều. Không thì chỉ cần lấy cái đầu hành lá và một ít hành lá. Mùa này ở quê mình là hành tây rất là nhiều ấy, các bạn có thể xào những cái hành tây ấy thì nó thơm ấy, mà hành tây nó cũng rất là ngọt ấy. Và sau này cách thông thường cứ cho ít đầu hành lá và khi thơm lên cho măng vào xào và cái cuống hành và cái vọt hành lá thì mình sẽ cho vào sau trước khi mình tắt bếp. Măng này mình thái xong thì mình rửa thật sạch nhiều lần với nước lọc á để cho nó hết cái vị chua đi và măng măng của chúng ta là ngon hơn đấy. Bây giờ các bạn cho mình một ít muối bột canh này, mình hay cho luôn vào để cho nó nhanh ngấm ấy. Một chút bột lên này, hay là hạt lên đấy, mình xứng, mình xứng cho luôn hoặc là tí nữa cho cũng được nhé. Còn thường mình hay cho nước cuối cùng thôi. Cho lửa thật to lên thì món này xào nhanh mà. Thịt các bạn có thể đá già hơn hoặc là đá như này nhé, thì ăn thịt nó hơi ngậy ấy. Còn bạn nào khi sợ ngấy ấy, thì các bạn đá thịt nó cháy hơn gần với tóc mỡ. Và bây giờ đảo lửa thật to này. Măng để ráo nước rồi cho nên nó không có nước ra ấy, nên xào rất là nhanh được ạ. Bạn cho lửa thật to lên, rồi mình cho thêm chút mắm vào cho nó thơm. Xào lửa thật to như này, và tí nữa rắc hành lá lên là được. Măng ngọt xào thịt ạ.
Các bạn xào không cũng được nhé, nhưng mà nhà mình thích ăn thịt đấy nên mình xào lẫn thịt thôi. Đây là thịt lợn, phần thịt vai. Mình thấy gọi là măng ngọt vì ăn nó không bị đắng, chứ còn thực ra nó vẫn chỉ là măng chua thôi. Cái măng này nhìn nó nặng hơn cái măng chua thường mua ngoài chợ ấy, vì thế bảo luộc ăn nó ngon lắm. Và hôm trước mình ăn thử một lần ấy, thấy nó cũng ngon thật, nhưng mình không ăn nhiều vì mình không thích ăn măng, thích ăn măng nhưng không dám ăn nhiều vì ăn măng nhiều không tốt thôi, thỉnh thoảng ăn vậy. Rồi bây giờ cho hành lá vào nhé và tắt bếp. Rất hấp dẫn, cho nhiều hành vào cho nó thơm ấy. Chuyện với nhau rồi, rất là thơm rồi. Đấy, nhìn nó óng. Giờ mình sẽ đi thưởng thức kia, mình nếm thử nhé, trước khi cho ra đĩa. Đây là nói là măng ngọt là dành cho những người ăn được măng ấy các bạn. Còn với mình ấy, ăn cái măng này nó vẫn hơi đắng một chút xíu ạ. Ngoài những người ăn được măng thì họ rất là thích ăn cái măng này. Họ luộc hay luộc để chấm với muối vừng ấy. Này mình đã làm xong rồi ạ. Như nhà mình ấy, chồng mình ăn hết cái đĩa này vì ông rất là thích ăn măng đắng ấy. Gọi là ngọt nhưng nó hơi đắng một chút ấy. Và bây giờ mình đã làm xong món măng xào thịt rồi đấy ạ. Măng tươi ngâm ạ, xào với thịt ạ. Và giờ mình sẽ lên thường video và đi thưởng thức nhé. Vị nó hơi đắng một chút xíu ạ, nhưng ăn rất là thơm và giòn ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Trước tiên để làm cái món măng xào này, mình sẽ áp một ít thịt để mình lấy cái mỡ để mình xào măng. Và cái thịt này xào cùng với măng thì nó sẽ ngậy măng và ngon hơn đấy. Thịt mình đã trần qua với nước nóng để cho thịt nó bớt cái bọt bẩn và cái mùi hôi đi. Về mình cho áp với lửa nhỏ. Sau đó mình sẽ cho hành, đậu hành vào một tí thơm. Và cuối cùng là cho măng vào xào. Măng đây là cái măng ngọt ạ. Đây mình xào măng ngọt ạ. Mình đã thái miếng mỏng như này. Cái măng ngọt chua mình mua người ta ngâm sẵn rồi. Đây măng ngọt như thế này. Gọi là măng ngọt vì măng này nó không bị đắng. Đây những cái măng ngọt như thế này. Hôm nay mình vừa thái mỏng ra như vậy. Món này mình cũng có thể luộc để chấm muối vừng ăn rất là ngon đấy. Cái măng ngọt đấy lúc nào mình sẽ luộc để chấm mấy vừng sau, còn bây giờ mình sẽ xào nhé. Cái video này là xào măng ngọt, măng ngọt nó ngâm chua đấy ạ. Áp để nó sẽ ra mỡ. Ra mỡ như này, cái phần mỡ này mình xào thì nó sẽ rất là ngon ấy, nó sẽ ngậy ấy. Bạn nào thích ăn hành tây ấy hoặc hành tím ấy thì các bạn thái thêm vào thì măng của chúng ta sẽ thơm hơn rất là nhiều. Không thì chỉ cần lấy cái đầu hành lá và một ít hành lá. Mùa này ở quê mình hành tây rất là nhiều ấy, các bạn có thể xào những cái hành tây ấy
nó thơm ấy, mà hành tây nó cũng rất là ngọt. Còn sau này cách thông thường cứ cho ít đầu hành lá thôi.